Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Đảo Rồng Dragon City. Ok, thì như mọi người có thể thấy đấy, là mấy hôm nay là mọi người đã nghỉ Tết rồi đúng không? Vì thế mọi người hãy like mạnh video và chia sẻ mạnh video cho mình đi, để một ngày mình sẽ làm 3 tập Dragon City cho các bạn xem. Ok, thì đây sẽ là tập, nếu mà đúng dự tính đấy, thì mình sẽ làm tập đầu tiên vào 10 giờ sáng. Và nếu như tập 10 giờ sáng mà đạt được 3.000 like thì mình sẽ làm thêm một tập vào 5 giờ chiều. Và nếu như cái tập mà 5 giờ chiều ấy mà đạt được 5.000 like thì mình sẽ làm thêm một tập vào 9 giờ tối. Thế nhé, mọi người nhớ đón xem và ủng hộ cho Dragon City. Ok, thì nó đang có event cho nên mình làm nhiều ấy mà. Còn 10 ngày nữa các bạn ạ, hình như là hết Tết là hết event. Ui con gì nhìn kinh ai. What, con này 500.000 cơ. Nhìn chất đấy, nhưng mà mình không có tiền. Thì mình mới thêm một ít game mà để chứa là mình cho hai con này ra các bạn ạ. Chứ nó lâu quá, chờ mất thời gian lắm. Ở đây có ba con rồng này. Hình như con rồng Catut này là con rồng ghé. Con rồng này mình có rồi. Ok, cho nó ra đi. Ok, mình sẽ cho hai con này ra nhá. Đây, chứa là mình thêm game để mình cho mấy con này, hai con này ra thôi. Chứ mình... được một điểm nữa này. Ui. Ui epic thôi các bạn ạ. À. Nó là một cái con rồng. Con rồng này là con rồng gọi là tinh khiết, con rồng này gì thuần khiết à? Rồng lửa thuần khiết các bạn ạ. Rồng epic, rồng lửa thuần khiết epic. Mình không thích lắm. Mình cứ tưởng 51 tiếng mình cứ tưởng là rồng huyền thoại các bạn ạ. Đang định vui. Ai ngờ là rồng thuần khiết. Đậu. Đây mình sẽ nhặt vàng. Nhặt vàng để hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Đấy. Sao không cho ra? Đậu, xui thế. Đấy, phải liên tục được như này. Ủa, không được rồi. Phải, hôm nay mình hơi bị bỏ bê Dragon City rồi đấy các bạn. Mọi người nhớ like và mạnh cho mình nha. Ok. Bởi vì mấy tay đua kia người ta không đua, làm mình hết cả hứng để đua các bạn ạ. Ok. Sao lại không có ai, sao lại không được cái miếng nào này? Đây. Mình có nên gạt cần không ta? Mới 10/16 à. Ok, mình sẽ gạt cần nhá. Một ngày mình được một lần free. Để xem nó ra gì nào. Hy vọng nó qua một bàn đi. Cộng có một cái à. Đó, được cộng một cái hát trinh cũng được. Xem nào. Mình lắp 8 rồi, mấy người kia vẫn lắp 2. Các bạn lắp mấy rồi? Mình chán chả buồn nói đấy các bạn ạ. Ok rồi. Mình vào lại. Rồi, bây giờ mình còn 2 lần breeding nữa. Ok, bây giờ lại tiếp tục breeding thôi. Mình sẽ breeding 2 con khác các bạn ạ. Ludo đi. Ludo với cả Kaka đi. Rồi, ui, 9 tiếng mà không được cái gì hết. Cái này cũng còn 9 tiếng nữa này. Có bạn kêu mình là con này cũng còn 3 tiếng nữa. Vậy là cái nhiệm vụ breeding chưa xong rồi. Tuy nhiên là hôm nay mình chủ yếu là mình cần lấy về hai con, đó chính là con Dermit với con Ray thôi. Và mình cũng chả cần nạp thêm vào làm gì đâu các bạn ạ. Bởi vì mình đua chắc chắn là nhất rồi. Mà mình đã tới lap 8 rồi thì kiểu gì mà còn 9 ngày nữa, còn 8 ngày nữa mà không lên được lap 12 đúng không? Mấy thanh niên kia đua chậm quá, không thể vượt nổi mình được. Thanh niên đứng top nhì mà mới lap 2 trong khi mình lap 8 rồi. Mấy thanh niên kia còn không đua nữa cơ. Mình lại rất là muốn vào những cái lap của một số bạn mà được đua nhá. Mình cực kỳ thích luôn ấy. Cái quái là không được. Mình phải có cái gì nó kịch tính thì các bạn xem nó mới vui đúng không? Cái này là đua một chiều quá. Có đây là có mình đua à? Còn mấy thanh niên kia đi bộ. Ok, chúng ta sẽ đánh tiếp cái này nhá. Đây, mình sẽ cho con Ray luyện cấp tiếp. Con Dermit thì cứ từ từ cho lên 20 sau các bạn ạ. Ok, mình đã có 3 con rồng xịn nhất rồi. Ok, 16. Ủa cái chiều này không biết nó crit lên thì bao nhiêu đam ta? Để xem nào. Wow, 18.000 máu. Kinh đấy, không phải đùa đâu. Con này hệ thiết này. Hệ thiết thì nó sẽ khắc hệ hai cái hệ của mình đấy. Hai cái hệ cuối của mình. Hệ thiết thì nó sẽ khắc hệ băng với hệ đất các bạn ạ. Hệ lá thì sẽ bị khắc bởi hệ băng với hệ lửa. Mình đang cố gắng tìm hiểu các hệ khắc đây. Ở trong đây nó có nhưng mình đang cố gắng ghi nhớ các bạn ạ. Hệ ánh sáng sẽ bị khắc bởi hệ bóng tối. Và hệ lá thì sẽ khắc hệ ánh sáng.
mỗi cái nó sẽ có hai hệ các bạn ạ. Tuy nhiên là có một số cái hệ mới mình chưa rõ lắm. Hệ vô cực thì nó khác cái gì hả các bạn? Ông nọ mình gặp mình kia mình xem có mấy con Legendary mà nó có hệ vô cực cơ. Ok, còn một đợt nữa thôi là xong. Rồi, bây giờ thì như bạn thể thấy đấy, đây là cái đây, quên có một bạn chỉ mình là vào đấy. Ồ, chết rồi, không vào được rồi. Nếu mình speed up đi thì mình sẽ mất 6 kim cương nhá, để mình cho các bạn xem. No, chết rồi. Tức cái nhở. Cool file này mình có rồi này. Tức quá. Ok. Rồi mình phải cho cái này ra. Ồ, được thêm một điểm breeding nữa các bạn ạ. Con rồng gì đấy? Dây dragon. Mình được con rồng lửa thuần khiết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ breed hai con Sida để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Đây, các bạn kêu là mình sẽ vào phần view dragon đây, thì mình có thể xem được những con rồng nó được like ở đây. Rồng hên hên thì được like mấy con này á. Nó không chỉ cách like ta, thì nó có tất cả là 8 tầng hay gì á. Đấy, chúng ta phải mở khóa những cái tầng này ra, sau đó là khi nào nó update lên đấy, update lên level 8 này, chúng ta sẽ like được một số con rồng xịn như này. Ồ, có con rồng huyền thoại nè, legendary. Ua, nhìn như con rồng què các bạn. Hai cái tay chùm chùm xuống đất, nhìn nhục nhã quá. Bảy có legend không? Hình như con này là con legend luôn à. Ồ, con này đẹp quá. Wow, mình thích con này. Con đẹp phết đấy các bạn. 6 có legend không ta? 6 cũng có legend luôn. Con này sao? Ui, con này cánh nó bè thế. Con này tập tạ chắc rồi, cánh bè thế. 5 có, 5 có legend, 4 có legend, 3 có legend luôn. 2 chưa có. Vậy là lên 3 mới có legend các bạn ạ. 1 thì chỉ có mấy con Sida thôi. King Dragon. Hình nếu mình like một con lửa với một con thiếc thì sẽ được con King Dragon, để mình thử xem nhá. À mà con lửa thì mình like mất rồi. Oh. Để mình xem lại nào, có một hầu đây là một con đất với một con bóng đêm, một con thiếc và một con lá thì sẽ được ninja. Ok, mình sẽ like thử một con thiếc và một con lá nhá, xem có được ninja hay không. Hay nó sẽ ra con này đâu. Nó sẽ ra con ninja hay nó ra con Rocko. Mọi người sẽ cùng chờ đón nhá, một con thiếc với một con lá. Mình đang đi tìm con thiếc. Ủa, con thiếc rồi. Đây mình sẽ tìm ở đây. Ở đây, thiếc đây. Với một con lá. Ở đây phải lá, đây là đất. Đây lá đây. Một con thiếc với một con lá. Star Bearing. 8 tiếng thì mình nghĩ là chắc nó sẽ ra con kia đó. Để xem nào. Mình đã 3/4 rồi. Yeah, mình cần 6 cái này nữa, 6 cái lần thu hoạch vàng nữa. Ok, mình sẽ vào đánh xếp hạng. Sau đó là mình sẽ đi ra và ồ, bây giờ mình sẽ vào đây phải xếp chứ nhỉ. Đây, mình sẽ xếp lại cái đội này. Ok, chắc chắn là phải cho Ray với The Mid ra rồi. Cho The Mid ra hứng đòn trước các bạn ạ. Đó, The Mid giờ quá mạnh rồi cho nên là phải đi ra hứng đòn. À quên, đổi tên con này The Rock các bạn ạ. Quên, đổi luôn đi, không tí lại quên mất. Đâu rồi nhỉ? Mình để nó chỗ nào rồi? Mình để nó chỗ nào mình quên, như dưới đây à? Hay cho đi lấy kinh rồi ta? Các bạn thông cảm, mắt mình nó bị lé. Anh em đừng chửi vội nhá. Đây mình kiếm nó đây. Nó ở cái chỗ này. Đây mình sẽ đổi tên nó The Rock các bạn ạ. The Rock, ok. Đấy, đổi tên The Rock. The Rock là một cái diễn viên nổi tiếng lắm đấy các bạn. Rồi mình đã được thêm một cái giường nữa. Rồi lại cho đi khám phá thôi. Tụi mày chỉ biết húp, không chịu đi khám phá. Ok. Rồi cho con Da Ve đi. Rồi 5 tiếng 49 phút. Vãi. Mấy cây này. Mấy cây là mấy cây trồng rất là nhiều. Rất là nhiều lương thực đấy. Ủa? Thôi kệ, để đi. Mình có 61.000 lương thực rồi. Mình đang cố gắng để dành lương thực để cho cái con rồng Heroic mà mấy con này nó xài hết các bạn ạ. Con này con gì đây ta? Energy. Một con Energy với một cái con rồng lửa thuần khiết các bạn ạ. Khá là chất. Rồi bây giờ mình nghĩ là nên đánh đấu trường thôi. Sau đó là vào thu hoạch vàng sau. Ui, có Heroic này. Thế mình cứ tưởng đánh ở đây không có Heroic chứ. Và Legend với Heroic thế này. Bắt đầu khó đấy các bạn. Bắt đầu tới cái giai đoạn khó khăn của mình rồi.
gặp toàn siêu nhân rồi. Giờ con nào cũng 3 sao hết rồi. Đánh rất mệt. Đây đánh nhẹ thôi, để vì người kết thúc sẽ là Ray. Bởi vì Ray đang rất là cần rất là cần sao các bạn, rất là cần 3 sao vàng. Bởi vì cái Demit đã mát sao rồi, cho nên bây giờ chúng ta sẽ chuyển sao cho Ray thôi. Ray mới được 1 sao vàng thôi. Anh ta đang cố gắng được 3 sao vàng anh em ạ. Hình như bây giờ chúng nó 3 sao vàng hết rồi hay sao đấy. Toàn những dân chơi chơi rất là lâu rồi. Mình mới chơi được có nửa tháng à. Các bạn đừng có chửi mình gà nữa, mình buồn quá à. Hôm nào vào có người chửi gà hết đấy. Nếu các bạn thấy gà đấy các bạn không xem nữa, nó đơn giản, nó easy. So fucking easy mà. Các bạn cứ vào các bạn xem rồi các bạn chửi. Nó mất thời gian rồi các bạn. Nó mất cả thời gian của mình nữa. Con này nó có mấy cái hệ ở trên người thôi. Thế quái là nó chỉ có 3 hệ. Sấm sét đâu, sấm sét ở cánh kia mà. Các bạn thấy chưa? Mấy con rồng nó toàn dùng sự vãi thật. Đấy, dùng đá điện. Xem con nào. Đây, con hệ nước đây. Xử đẹp luôn. Bây giờ lên đây đánh mệt nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn thấy càng lên cao đánh càng mệt không? Nó không có đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Càng lên cao đánh càng mệt đó. À, cho đợi mid kết thúc. À, Ray kết thúc nhỉ? Cái này không có đánh trượt ta. Đánh trượt là sấp mặt. Cái này đánh thì chắc chắn trúng các bạn ạ. Tuy nhiên là cần phải có một cái quá trình đi tu luyện. Nó vất vả ở chỗ đấy. Victory. Đánh ở cái phần kia thì dễ được hơn. Đánh ở phần lan quịch thì dễ được hơn. Bây giờ kiếm tiền đâu phải là chuyện kiếm đồ đâu phải là chuyện khó dễ đâu. Cái rank này ít thấy người xài với con rồng lá của ta. Các bạn thấy là đây là cái rank arena. Arena lá mà sao lại ít người xài con rồng lá vậy ta. Ok, để mình đập chết con này. Mấy con sau toàn thứ dữ đó các bạn. Cấp 17, cấp 20 vãi. Scooter. Ô, cấp 20 mà có 14k máu nữa. Đấy, tính ra không mạnh lắm các bạn ạ. Đây, để mình giết nó. Hệ đất thì sẽ bị khắc bởi hệ gì ta? Hệ đất như là bị khắc bởi hệ sấm sét hay sao ấy nhỉ? Mình chưa có học thuộc lòng cái bảng đấy. Chắc là về mình phải tìm thêm cách để like mấy con rồng nữa cơ. Cách để like mấy con rồng ở trong Dragon City. Có rất là nhiều cách like nó hay ho. Với lại mấy con rồng ở trên cái đảo kia đó. Mình nghĩ nó phải có cách nào đó like để cái nó hay hay để like chứ không phải là tự nhiên là like được đâu. Mình phải tìm hiểu. Đây, bọn này ra. 3 sao vàng, đánh cái 3 sao vàng. Mấy bạn này chơi lâu rồi cho nên mới được 3 sao vàng hết thế này. Mình mới chơi này. Cho nên mới được có một con một 3 sao vàng à. Bạn này 3 con 3 sao vàng hết rồi. Phải thật. Khó chơi. Mốt rồi về cày thêm mấy con hắt mà sao vàng nữa thì mình sẽ đánh lên trên cao. Không biết là cái rank nào thì nó cấm mấy con hắt ta. Các bạn nhỉ, rank nào thì nó cấm mấy con hắt ta. Ok rồi, bây giờ mình sẽ ra thu hoạch vàng tiếp. Ok. Bởi bây giờ đánh cái này nó cũng bị bật hết ra này. Cho nên tốt nhất là chúng ta đi thu hoạch vàng các bạn ạ. Ồ, không được. Không được luôn. No luôn. No. Ôi. Mình như vậy bắt đầu thu hoạch khó hay sao á. Đến lap 8 rồi, bắt đầu khó. Mấy cái lap ở dưới chắc dễ, mấy lap lên càng lên cao nó càng khó hay sao á. Các bạn thấy vậy đúng không? Mình thấy đánh càng ngày càng khó này. À, mình thấy thu thập càng ngày càng khó. Mình còn một điểm hát trinh nữa. Con rồng bọ ngựa gì buồn cười vậy. Ok. Và chắc là mình sẽ dừng cái tập này đây thôi. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chia cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn đó. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip tiếp theo của mình. Ok, bye bye.